Mồm mạp. See, Victoria here, New South Wales, this side. This is the river border, the state. Bên dòng sông đây là biên giới của Victoria với lại New South Wales. Bên kia là Echuca, bên đây là New South Wales. Chỗ này là quay phim trường của các dòng sông đều chảy, Philadelphia mà các dòng sông đều chảy hồi xưa coi thập niên 80. Nghe chưa? Ủa hai người kia đi kiếm dao hả? Kiếm đổ muỗng. Trời ơi chơi người dừng đi, sao đâu? Dừng đi. Đây gà, thịt heo quay. Nhìn thấy giòn ngon không? Đó. Gà nướng. Thịt heo. Thịt heo hết á hả? Đó. Ồ trái cây cái mấy cái quả pit đâu mà. Nước ngọt luôn. Chơi láng luôn. Rồi thôi ăn đi, đói quá rồi. Cái dòng sông này dài lắm, nói tới mấy tiểu bang nội, cái này bên đây sông bên kia sông thôi là hai tiểu bang rồi. Cái năm 2017 là mình ngồi bên kia sông, giờ mình chạy qua bên đây sông là một tiểu bang khác, lát hồi mình chạy qua bên đó lại. Thành phố cổ xíu có ngồi xe ngựa. Nó cần cái nón nó nóng á. Bên đây bà con tắm nhiều hơn là bên kia. Bây giờ nhiệt độ là tính theo của Úc á là 32-33 độ C. Còn của Mỹ thì chắc cũng 90 độ em. Hồi cái năm kia là mình đi cái xe steam ship luôn á, nó chạy bằng hơi nước. Giờ hỏi mọi người chơi nó không, mọi người không chịu. Đôi lát hồi con rồi. Bự hơn cái này, steam ship bự lắm, nó đốt bằng củi. Củi hay than gì cũng quên mất tiêu. Chạy nguyên cái dòng sông, không phải dòng nguyên dòng sông, chạy đến khoảng 4-5 cây. Mấy cái này mấy cái nhà ở trên sông luôn nha, Mobibo hả? Hồi cái tàu steam boat á, là nó đến chỗ đó là nó dư thơn này, nó mới kèn lên. Giờ mình đi qua bên tiểu bang Victoria để đi qua bên kết thúc đi tàu bên đó. 25 đồng. 25 đồng bán đi. Mắc kỳ bán được, bán đâu. Bán mắc khiến đi con. Không có tiền. Rồi đi cái tàu đó đó. Cái tàu đó đó hả? Ủa em nhớ hồi xưa cái tàu bự lắm mà. Are you sure?
nó đến chỗ đó nó nhiều thần đó, chứ nó không có đi tới đây, chỗ này dòng sông đây cạn lắm. Nó đang kêu má nó bên kia sông, má hay chuyện đó. Đó nó dư thơm lại, nó dư lại. Không, nãy giờ đâu có một. Hello. Lúc trước mình đi cũng vậy, nó quay trở lại chứ đâu có đi khúc này đâu, đến cái nhà mà sụp sụp xệ đó đó. Chỗ tắm với lại cạn, thấy cạn quá trời, nãy thấy con bé đi ra tuốt ngày giữa gì mà mới có tới eo nó mà. Rồi thôi, wrap up. Đi qua bên kia xong. Rồi có chỗ xối nước cho water shower. How to turn off. Hương, come here. Đây nhìn coi. Ida Anikoala. Not that lucky. Ai? Nó là ai? Hồi nãy nó đâu có tới đâu, giờ sao nó tới? Cái này là khác mà phải không? That's the same one. That's a steam ship. MV Marianne. I'm not sure if the same one we went last time. Chắc khác á, hồi nãy cái kia em thấy nó turn around mà. Đó, chỗ này là một just one of popular attraction in Australia. Mấy người kia đang ăn kem. Qua phố cổ Ichuka nè. We are at the other side of the river Victoria. See horse rider over there. Booking office. Steamer please. Bố không mua rượu ở đây nè. Đúng ra là mình đến đây hồi năm 2014 với Hiền, chứ không phải 2017 nhé, lẹn trên đường. Wow, mới đây mà 9 năm rồi. Ủa phải không, phải ở dưới nữa không? Khác công ty nữa hả? Còn có vụ đó không? The sign. $30 người lớn, trẻ em dưới 14 tuổi thì 14-15. This is 10 biscuits. Của em 60 phải không? J
90 là rẻ, là ba người lớn của em 60 phải không? Còn bên này á, là nó tính mẹ là senior. Senior được 27 đồng hả? Bớt được em ngoài. Nè, 27 đồng nè. Bớt được 3 đồng, phải không? Hả? Đây. À, đã hai sấy 27 đồng nè. Đây là cân nè. Đồ cổ không mà, phố này phố cổ mà. Wow. Phố cổ cái này dễ thương không? Yeah, we have 1 hour before boarding. 1 hour, 15 minutes to explore around. Oh, wow, they selling this one. We have everything. Oh, it's for five. Steam cruise operation, the one we just saw earlier, but we went to another place already. Another steam cruise agency. It's closed today. Look, nhà mình vẫn còn đang kêu kèm. Chưa có vô ngồi mày. Kêu kem hay kêu đồ kem mà quán này quán kem mà. Anh mấy đồng á? Có chúng mà không ăn mà. 22 đồng và mấy chục sen. Có em có sen nè. Con giàu lắm con. Để bán mắc cười quá, người ta nói lấy đấy muốn thôi. Không, nó bán có một ly nó đã là như vậy, một ly 3 scoop thì nó là 3 scoop mà, không có theo ý mình được. Nó bán cái size nó là như vậy rồi. Không phải lấy cái giống như này này, bạn ấy muốn là nó không lấy. Không có nó một bát nó đưa ra là như vậy, mẹ mẹ muốn thấp cũng không được. Cái này là cái này là cái này chắc cái này mẹ nói 2 scoop cho nên mẹ không thích, mẹ nói mẹ cần không, một muỗng thôi. Không, ý nó là mình nói mình một scoop thôi nhưng mà nó múc chút. Nó múc phải đầy, nó múc phải đầy. Rồi ăn đi, ăn thử coi. Scoop là cái này nè. Ăn ăn được thì ăn đi, ăn đi. Ăn trước đi. 2 scoop là cái ly này. Còn con bé này là lemon. Con cũng một chút thôi. Lemon on lime. Ủa con strawberry hả? Steven? Steven, it's strawberry? Ok. Ủa thì Trâm cũng strawberry luôn hả? Ok. You can chew different flavor in one cup. Xây dựng năm 1894, hồ cổ mà sao vẫn còn đẹp dữ. Charlie House. Rồi quay trở lại đi tàu đây. Nè mỗi người chiếc xe nè, vô đây chụp cho. Hả? Ủa? Không có ai chắc tích cực vậy? Lên mới chắc hay sao? Đây là cái hệ thống của cái steam ship, cái mô đồ thôi chứ không phải thiệt. Nó đang để dưới đó. Đó, ồ vậy là chạy bằng củi. Vậy là mình nhớ đúng. Bằng củi đó cho vô vậy. Still
Trời ơi, làm giống như em lạc vậy. Ô quên, em cầm vé. Đúng rồi, quên, sorry. I'm coming. Ok. Ok, go on down. Ok, ok. Wow. So cute. Tàu cổ. Có giường ngủ luôn. Life jacket. Này là giờ mô hình để mình coi thôi chứ không có. Oh, we get to there. Are you serious? Philadelphia đó. Các dòng sông đều chảy á. On the river run đó nè. Cái này là actor and actress. Bộ phim các Philadelphia, các dòng sông đều chảy. Nó còn giữ lại một số đồ. Đó, hai diễn viên chính đó. Hình như anh chàng này tên Jack, còn cô này tên gì không nhớ nữa. Hay là mình cũng chẳng nhớ. Trời ơi, lúc đó năm 80 mà không có nhớ đâu. Đây vé mà có thèm coi đâu. Người ta tin tưởng thôi, mình nói 10 người cái đêm này là đếm mà. Đâu thèm đếm đâu. Muốn ngồi ở trên hay ngồi ở đâu? Chụp hình thôi, khỏi trường. Hả? Phim trường của tất cả những dòng sông đều chảy. Philadelphia. On the River Run Movies. Này nó chỉ là mô hình để mình coi lại thôi chứ coi lại. Nó chùa không hai mẹ con. Trời, vô trường chi là lên đây chạy tàu cho nó oách nè. Nó lấy ghế nó cho. Lấy rồi. Ôi vậy hả? Bữa lần trước là tụi con vô được á, giờ nó không cho vô rồi. Nó sợ chạy thiệt. Nó xuống trước đi. Đi trước đi. Đi tìm té nha. Cái gì kìa, cái cầu hồi nãy của mình đứng hồi nãy kìa. Phải không? Cái cầu đó đó. Ờ, hồi nãy mình nói. Hồi nãy mình nói đó là nó turn around chứ thiệt ra là cái điểm là điểm xuất phát. Hồi nãy mình thấy nó chạy một vòng á, có nghĩa là mình nó bắt đầu xuất phát là nó turn around, nó chạy tới. Xong rồi nó chạy về. Hồi nãy mình đang ở ngay cái chỗ cái cầu đó bên đây nè, là tiểu bang khác. Còn bây giờ mình đang ở bên cái dòng sông bên đây là tiểu bang khác. Đó. Hồi xưa phim trường nó đóng ở đâu đây nè. Cái khúc sông này dài lắm. Hai. Not more than 57% on upper deck. Ok, we go down. Đó, cái steam ở trong đó. Best dữ. Ngồi người nhà mình không. Này nắng quá không ai ra ngồi. Ngồi bằng tàu cổ nên là phải ngồi vậy. Cười nè cả nhà, nhìn cái cười coi. Anh Hải, chị Vân. Nó mới mở ra đó, nóng hừng hực luôn trong đây nè. Mẹ dùm con đi khám thính nha. Hi, how are you? I'm good. Too hot hả? Huh? Yeah, thank you for your service. Oh dear. Ông
ông tuốt ở dưới, mình ở trên đây mà còn nóng như vậy, ông ở dưới ngay cái chỗ steam đứng ngay đây mà còn I can feel the heat right here so much. Vậy là Hi có thể đi lên, không có cần phải đứng ở dưới suốt. Yeah, this is hot job. Moving. Đó, hồi nãy mình nghe cái tiếng hú vậy là nó bắt đầu nó mới rời bến. Mình lại tưởng là nó cập bến xong rồi nó ve lại đó. Nãy mình nhìn thấy earlier we were there. On the other on the side of the bridge. Vậy là cũng đâu có đông lắm đâu ha. Now it's moving. The wheel moving. Those were departing the issue for more here. What the up the wheel? The wheel on the seat, chứ mà the wheel. Hay ha, hồi xưa nó làm được như vậy cũng quá giỏi ha mấy người. Hồi xưa sao nghĩ ra được cũng hay quá ha. Bằng hồi xưa chắc nó làm cái này bằng gỗ hả, chứ làm sao nó làm bằng sắt được hả? Không, từ từ nó mới nghĩ ra nó làm bằng sắt. Cái này là bắt đo, cái này có food court. Depending on the day and weather as to which one you may like to use. Directly behind us we then have the black shag, Sternula adventurus, Hirakuda, Turalura. Beside that we have the Ranger. Đó, quay ở đây tầng này luôn hả? Tầng này lâu lắm rồi, hơn trăm năm rồi. Hả, quay lại được hả? Để cái máy đó nó tìm nó lấy cái đó nó nhìn tài học để nó phèo, nó nhớ một chút. Để cho nó nhớ không? Ừ, đúng rồi. Không nhớ, biết bao nhiêu luôn. Để cho nó chờ cái gì nhớ. As we're rounding up here, looking to our left hand side, we have the entry wall which is part of the over. There's any on board today that are interested in getting a photo of the wharf itself. Daddy, wow. Fire! Dory! This fire! Dory! Dory, I got fire! Close. Ready? Oh, right here. It's where they earlier and they turn, but U-turn, right here. Yeah,
Hay ha, không ngờ một ngày nào đó mình đến cái phim trường quay cái bộ phim năm đó. Coi thấy cũng hoành tráng. Cái tàu đó xa đây năm 1990. Ủa, mình có nghe lộn không? 1919 chứ không phải 1990. Đó, cái bánh xe nó chạy nó là vậy. Cái hồi nãy là cái này nè, MV Marianne là cái khác, cái này là tàu mình đang đi là tàu khác. Cái tàu này nãy mới là chạy ngang qua chỗ mình chơi hồi nãy nè. Cái tàu này tàu hiện đại, tàu này là tàu steam. Tàu này mặt hơi nước, tàu đó tàu hiện đại rồi. Xa này là New South Wales, tiểu bang khác. Hồi nãy mình dừng ăn ăn trưa đó, picnic đó. Cái cầu này xây 2016. Dữ vậy. Chilean 200. Chilean. Cái này cũng là công viên gì ở đâu đây nè. Khúc này nè. Tính ra cái năm mà nó quay cái bộ phim đó là không biết 80 hay 70, mà phim thì chiếu là năm 80. Ồ, hơn quá, mình cầm cái nó không có là nó bay lại không. Mát quá. Rồi bây giờ là quay rồi. Dead end nè, giờ U-turn. Phải không? Phải dead end không? No, it's not dead end, they are not a turn. But our ship will make a U-turn to go back. It still continue the river. Still flow on the left side. It's half hour ride.
for one way. Now we go in back. Ủa là sao, muốn né chụp hay là sao? Không, ý là chụp cho mọi người hay là sao? Ý là không ý là hồi nãy em hồi nãy thấy nguyên cái mông của em có sao? Trả tiền nha. Oh, not turn this way. I talk as much as you turn like this. Oh, okay. Back walking to make a U-turn. Ông làm ở bên Phúc là khai thác dầu mỏ phía tây của Úc. Còn ông đi làm kêu người ta kêu ông đến đây làm part time thôi. Làm 1-2 ngày thôi. Đó.
ông nói ông cũng thích cái công việc ở trên tàu nữa. Hiện giờ cái công việc hiện tại của ổng là khai thác dầu mỏ thì cũng ở trên tàu làm bạc tham. Noel 25 nghỉ, Boxing Day 26 được nghỉ. Hãy đi checking around. Giờ phải đóng. Ông ở 2019. Ở Mỹ 2019. Giờ không biết là mấy giờ ở đây đóng cửa ta? Chắc 5 giờ nãy không hỏi. Nhà mình ngồi với đông cái enjoy around. Góc khuất đó, cho nên nó phải tin để cho có ai chạy khúc bên đó mà gì đó thì biết. Nắng quá đi vô, đúng là mưa nắng thất thường, thấy mưa rợp xong đứng giờ nắng. Nó dám băng ngang qua cái tàu bự này, nó nén còi nãy giờ. Gần về tới rồi. Good. Tàu này hả? Tàu này nó nối ba cái tàu hay sao hả? Không biết. Đây nè, cái này là cũng lốt tàu xuống nè, cái chỗ này lốt tàu xuống nè. Sắp sửa tới bến tình yêu rồi. Chỗ phòng làm việc luôn. Thank you.
Bye. Happy holiday. Thank you. Oh, not there yet. Okay. I said to Ali. Oh, okay. Maybe I'll make a mistake. We're stuck here. Yeah, I know. We still have about 5 minutes more, right? Maybe two. Two? Miss Calvin. So what time do you guys close? 5 o'clock? Yeah, I think so. Around 5. Yeah. Oh, okay. That's good. So you guys still open on Sunday? Yes. Not me. Oh, that's good. You need time for your family, I know. Happy holiday. Thanks. Merry Christmas. Thank you. Okay. Then, onward. He say not done yet. Then, she need locking. Locker. Ý là em tạm biệt trước để em leo lên lầu chứ không phải em tạm biệt trước cái là đứng ở nô không có chưa đầu mà đi tạm biệt là không có được. Bye bye, thank you. Đang đậu vô kìa đó, đang ghim vô đó. Nó phải ship, nó phải cột dính sát với nhau mới bước lên được mà. Lên trước đi, ok, go. Phải vậy đó nó mới chắc ha. Wow, anh chiêu mở cửa cột xong mới cho mở cửa đó, máng giờ. Ok, let's go home, bye bye. You should not copy her. Sao? Em chụp đẹp lắm rồi. Em chụp mấy em cho hai người đẹp lắm á. Nó copy bố nó mà. With each train loaded more than one cheers, attention to everybody getting along. I see you so much food, all drink. Lovely time. The merry men went on to the wee small hours. All knew that this day would be the making of Echuca. Ah, the grand event I've ever been to is the launch of the cattle steamer, the Rodney. Ah, yes. Another exciting affair, as I remember. The Rodney. Off to Melbourne it goes. I see some people be strutting around wearing a suit made of our time. Wigan. Như là họ, cái này hồi xưa gọi... Ồ, oh, có cái... Ồ, oh, cái đó là cái... Cái... xin lỗi. Ủa, mình qua bên kia mình coi được không? Bên kia đi qua coi được kìa. Right? Nhưng mà không biết đi qua coi bằng cách nào. Ram access kìa, Ram access kìa, có nghĩa là mình có thể go the other side. Lúc gì là mình không biết, mình đâu có vô đây tham quan đâu. Nó vô cho mình coi mấy cái xe lửa này luôn mà, tham quan hết mà. Nè, đi lên đây, đi lên đây, lên đây, lên đây, đi đường này nè. Chỗ này hồi xưa có, bây giờ cũng có nhưng mà giờ không có ai canh hết. Mình tự xử lý đi, đi lên. Cái museum bên đây trên cái toa xe lửa đó. Để tim luôn cho nè. Quách chưa? Đứng lên chào các bạn. I'm from Melbourne.
sai ngựa. Hồi xưa chạy cái này cũng bằng hơi nước luôn nha. Đó, cái đó là bằng cho củi vô. Steam. Chạy bằng hơi nước luôn á con. Steam wagon. Steam locomotive. Ồ. New world. Mà cái này là pretend thôi. It's just like a model. It's not a real one. Ở bên đây là cái gì vậy? Whistle stop. Oh, this is a station. Mấy người kia không có vô đây được. Cái cửa đó là đi vô. Mấy người kia bên kia là không vô đây được. Interesting. Rồi mấy giả đâu nữa, mất con nữa rồi. Hồi nãy mất hai đứa con, cả nhà đi vô mất hai đứa nhỏ, xong rồi nó gọi hên, nó gọi điện thoại. Còn bây giờ đi ra thì sợ mất mẹ, lo đi chơi với chồng nó. One thirty. Mumford bum here to supply water to boiler. Really? I thought it's a steam ship. Steam even with a bum. Wow. Kevin Hutchinson steam trash. Nhưng mà it look like steamship structure. See? With two wheel on the side. This project has been delivered by the Sphere of Compass in partnership with the Victorian government. Like this. That's the collection.
It's too shiny, come so late. Where am I family? Now my turn to get lost. Quen mà mấy cái này là gì mà không chịu coi. Đồ cổ không đó. Water. Oh, I can get into this place. This is interesting. Còn mấy người kia đâu rồi? Không sao đâu, cứ làm đi. Mình không có điện thoại service. Lát hồi cứ đi ra. Không phải ai kêu mình hết. Trong đây diện bảo tàng không chịu vô coi. Mọi người đang đứng ngoài kia, mình kêu đi vô đây coi không? Không chịu. Vô không coi. Đứng đợi mình xíu đi. Nãy mình đi vô bằng cửa đó. Nó mở cửa ra mà mình cũng ngạc nhiên luôn đó chứ. Different years. I see the model of the Ikuka rock. This was in 1874. Wow. À, 750ml là 32 đồng, 2 lít là 45 đồng.
Ủa vậy mua hai lít sướng không? Đúng là dụ. Nó dụ. Này 18 đồng này rẻ hơn nè. Có ai mua gì không? Bữa không mình mua gì mình quên rồi. Giờ không còn nhớ nữa. Thì mình mua nhiều nó lấy ra cho mình nhiều thôi. Một cái bình này chứ rượu mời khách tới hả? Kêu rượu kinh lâm đồng. Trời ơi, vô tìm rượu kêu mua nước mắm kìa. Quá ngầu luôn. Nó nghe tiếng Việt được, nó lấy chỗ nó quét chị hai nhà tôi ra. Quậy quá nha, quậy vừa vừa thôi nha. We stand. Oh, Chima. Yeah. Oh, but I like this one. Is that one's a little cute? This one cute? Fancy, more fancy, formal, right? I like this one better. A little bit sweeter for me, but that gotta help. This stay awesome. Smell good too. Đến Y Chu Cà, thành phố không kịp rồi. Nhanh lên đây. Mua nhiều. Big game 90 million. Bà con đang mua rần trong đây, chỗ này bán giá số. Này là outlet của Y Chu Cà. Mình hơi bị đói rồi, chắc đi kiếm gì ăn. Lần nó đến đây đậu xe, con chó này nó cũng sủa, nhưng mà lúc đó là có hàng rào che là do xây nhà, nó sủa, không biết phải xem the same dog or not.